Dần trăng ấy anh ơi, trăng chắc chiều cho ánh vàng muôn nơi. Đàn ai rao nghe ní non bài vọng cổ, ngọt non ca thêm thắm. Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 130. Chương trình do Ban Văn Nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và được truyền hình trực tiếp tại sân khấu nhạc nước Công viên Văn hóa Đầm Sen. Xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Thanh Giang và Quế Trân kính gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 10 vừa qua, cả nước ta đã long trọng tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2011. Đêm nay, chúng tôi xin được dành trọn chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc với chủ đề Rạng Rỡ Tám Chữ Vàng để ca ngợi, để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, ôn lại truyền thống vẻ vang của người phụ nữ đối với gia đình, xã hội và đặc biệt là đối với đất nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Kính thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử, những người phụ nữ Việt Nam đã nêu bao tấm gương sáng ngời với những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm. Những người mẹ Việt Nam, người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng các thế hệ anh hùng, đã hiến dâng cho Tổ quốc những người con yêu dấu của mình, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang, làm cho non sông đất nước thêm phần rực rỡ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm phần tốt đẹp, rực rỡ. Hỡi ngàn hoa hãy khoe mình tươi đẹp nhất, cho cả đất trời sông núi ngát hương thơm. Hỡi những tiếng chim ngọt ngào hãy cao giọng hót, giai điệu nghĩa tình lan tỏa khắp nơi nơi. Bằng tình yêu những bước trên con đường hội nhập vẫn rạng rỡ tám chữ vàng: anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Như dần trăng sáng muôn nơi soi tỏ muôn phương trên cõi bờ sông núi, mẹ ở hậu phương chỉ ngoài nơi tuyến lửa hoàng nặng ca hai vai, nhưng nghĩa nước tình riêng rạng tiếng anh hùng. Cây lúa trồng quay dưới tầm bão đang đất tắm mồ hôi, tắm giọt máu hồng. Tại đàn tiếp lương chống càn dữ đất, đánh bóp phá đồn nối liền mạch máu giao liên. Khi ở ngục tù biết ra,
tuồn bất an. Những đóa hoa hồng rạng rỡ những kia đông dành lại núi sông giữa hiên nền tự cho. Khi nước non đang chìm trong mưa đoàn, nào chỉ ai dẫu gái trai cũng chung một lòng. Vì tương lai ai xin ai lời thề không phai, nếu chỉ hùng cho xứng là cháu con triều. Bảy bà hoàng hậu đỏ, không ngai rồng không nép bóng quân dương, quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ, cho cần duộc quê mình soi tỏ ánh tương lai. Có người con gái vì yêu quê hương hiến trọn đời mình, ngàn đời sau vẫn còn nhắc mãi thương chi bấy anh hùng người cộng sản kiên trung. Miền Hà ơi, hai mùa mưa nắng gọi người đi xây dựng quê hương đẹp giàu, để yên lòng với những người ngã xuống làm rạng rỡ quê mình. Cần duộc hai kể nữa đi, chuyện người nữ cộng sản kiên trung được nhân dân tấn phong bà hoàng. Bà hoàng không vung xuống không lòng lấy chốn sơn.
thần dân lưng còng quằn nắng kiếp cần lao. Vị nữ hoàng công ngự trị trên ngôi cao, ngai vàng đặt trong tim đồng bào đồng chí. Không có bệ rồng không đẹp bóng quân dương, người to hào quang trên dẫm trường tranh mảnh mai tóc xõa cháy gầy mà sông nước dựng diêm bay sài la. Còn nghe giọng đâu lấy tiếng lo gian nam thì khơi hiên một đuốc đôn soi sáng chiếc căng sằng. Tầm trong tô sơ dặn kiếp chia tinh hoàng, một trận quét đời nô lệ đổ máu đào bao về non sông. Nhưng hồi ơi việc lớn chưa thành công, súng đã nổ tim đồng bào ứa máu. Quả tim lớn lòng trăm dòng máu nhỏ, cho miền Hà quê mình sáng tỏ sẽ trở về từ chiến trận ngô qua. Hạnh phúc đôi ta có bóng hình chị bay, hoàng hô đó muôn đời sống mãi với áo quê. Em xin hỏi các bàn tay nào bền chắc, mấy chục năm ròng đào đất xây hầm, như bàn tay người mẹ cửu long, lưỡi cúc hóa thước đo thời gian trên mỗi chiến hào cống sự. Nghe tiếng phút đêm mà khuya ngỡ nhịp đàn ru đất ngờ, mới vội cõi tiếng nhạc ngờ đời quán nhạc giữa đời. Cổng